Cùng với những thắng lợi trên mặt trận quân sự, trên bàn đàm phán ngoại giao tại Paris, phái đoàn của ta vẫn giữ vững lập trường kiên quyết bảo vệ quan điểm yêu cầu Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam ngay trong năm 1971. Dù thất thế trên nhiều mặt trận, nhưng Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục diễn kịch trước dân chúng. Tôi có thể công bố nỗ lực Việt Nam hóa chiến tranh đã thành công nhờ sự lớn mạnh của Nam Việt Nam, nhờ chiến dịch Campuchia thành công và thành tích của quân Nam Việt Nam trong chiến dịch ở Lào. Tôi tuyên bố tăng tốc độ rút quân Mỹ. Nay ta có thể rời Việt Nam, để lại cho dân tộc can trường này một hy vọng được tự do thật sự. Nay ta có thể chứng tỏ cho bạn bè quốc tế rằng tinh thần trách nhiệm vẫn hy vọng hòa bình lớn và duy nhất trên thế giới.